chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bên cạnh các thị trường truyền thống, ngành du lịch Quảng Ninh tập trung mở rộng khai thác các thị trường mới. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi lao động. Giá xăng tiếp tục giảm lần thứ tư liên tiếp, người dân kỳ vọng giá cả thị trường sẽ giảm theo. Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực thu hút du khách quốc tế, bên cạnh các thị trường truyền thống, ngành du lịch Quảng Ninh tập trung mở rộng khai thác các thị trường mới như Ấn Độ. Hôm qua, du lịch Quảng Ninh đã đón đoàn khách quốc tế từ thị trường đầy tiềm năng này. Đoàn 200 khách du lịch Ấn Độ này vừa đáp chuyến bay thẳng từ Ấn Độ đến Việt Nam và di chuyển về Quảng Ninh. Đây là kết quả tích cực của nỗ lực quan tâm xúc tiến của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và ngành du lịch Quảng Ninh thời gian qua. Cũng là đoàn khách lớn đầu tiên từ thị trường này đến Quảng Ninh từ khi phục hồi du lịch quốc tế, mở đầu cho các đoàn khách tiếp theo trong thời gian tới. Đây là đoàn khách đầu tiên của chúng tôi đưa đến Việt Nam từ sau dịch bệnh. Để tổ chức được thế này, cũng rất cảm ơn Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chức năng tại Việt Nam, tại Quảng Ninh. Hạ Long là điểm chúng tôi lựa chọn đầu tiên trong hành trình tại Việt Nam vì chúng tôi rất ấn tượng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có di sản thế giới tỉnh Hạ Long được UNESCO công nhận. Tới đây, chúng tôi dự kiến sẽ có những đoàn khách đến Hạ Long, Việt Nam hàng tháng. Nhiều du khách Ấn Độ đang rất quan tâm đến các điểm đến tại Việt Nam. Cùng với các thị trường khách quốc tế truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, các thị trường mới được ngành du lịch Quảng Ninh quan tâm khai thác đón đầu mùa khách quốc tế cuối năm nay sẽ là ASEAN và Ấn Độ. Đặc biệt với thị trường Ấn Độ, nhờ thuận lợi do các đường bay thẳng đến Việt Nam mới được khai thác, cùng sức hút của di sản kỳ quan vịnh Hạ Long và các điểm đến hấp dẫn mới mẻ là ưu thế cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh trong làn sóng phục hồi sau dịch. Cũng có nhiều thị trường sẽ trở lại Việt Nam, ví dụ như là Nhật Bản, như Hàn Quốc, như Mỹ, như châu Âu. Nhưng đặc biệt năm nay chúng tôi quan tâm nhiều đến thị trường Ấn Độ. Ấn Độ là một thị trường rất lớn với 1,4 tỷ dân và hiện tại Ấn Độ cũng đang rất là quan tâm tới cái du lịch của Việt Nam. Nếu như Việt Nam mà đáp ứng được các yêu cầu của du khách Ấn Độ thì tôi nghĩ rằng là cái lượng khách Ấn Độ sẽ tới với Việt Nam có thể nói là rất đông, có thể như cái thị trường mà Trung Quốc trước đây của chúng ta. 7 tháng đầu năm du lịch Quảng Ninh đón 65.000 lượt khách quốc tế. Bên cạnh mở rộng thị trường khai thác, đa dạng hóa nguồn khách, nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo điểm đến an toàn phục vụ du khách sẽ giúp cho ngành du lịch tiếp tục đa tăng trưởng, thu hút khách quốc tế những tháng cuối năm. Nhờ có khí hậu quanh năm mát mẻ, những năm gần đây tại tỉnh Bắc Cạn, nhiều người đã mạnh dạn đầu tư trang trại nuôi các loại cá nước lạnh gắn với du lịch trải nghiệm. Những mô hình này bước đầu đem lại hiệu quả tốt, nhiều người đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là trang trại nuôi cá hồi, cá tầm của anh Đặng Hành Dũng ở xã Yến Dương, huyện Ba Bể. Từ khi kết hợp cùng mô hình du lịch trải nghiệm, lượng khách đến trang trại của anh ngày một tăng, khiến lượng cá tiêu thụ cũng nhiều hơn. Trang trại của anh Dũng đã có quy mô khá lớn. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Dũng thu về hàng trăm triệu đồng. Cái lợi nhuận của con cá tầm, cá hồi này nó cao nên là em cũng thấy phù hợp với khí hậu ở trong bản địa mình nên em mới chọn hai con cá tầm, cá hồi này để khởi nghiệp. Trong thời gian tới em sẽ tiếp tục mở rộng cái mô hình để phát triển nhiều, để cho nhiều hơn nữa, để cho mình mở rộng được cái quy mô mình ra, để sau này mình có đầu ra. Tại Bắc Cạn hiện có 4 mô hình trang trại nuôi cá hồi, cá tầm. Qua nhiều năm hoạt động cho thấy hiệu quả cao. Do khí hậu phù hợp, cá lớn nhanh, chất lượng tốt nên sản phẩm cá hồi, cá tầm của Bắc Cạn được thị trường chấp nhận. Vừa tháng 11, 12 về nuôi, bây giờ là ăn được rồi đấy. Khách về đi lại nó đòi ăn. Cá, con cá to thì chủ yếu là phục vụ nhà hàng. Một số trang trại cá hồi, cá tầm ở trên núi cao, khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp nên các chủ trang trại đã phát triển thêm du lịch trải nghiệm tại chỗ. Du khách đến vừa được thưởng thức cá, vừa được tham quan trải nghiệm tìm hiểu văn hóa người dân bản địa.
Nhờ đó người dân xung quanh cũng có thêm thu nhập. Tạo thêm được các sản phẩm cho du lịch, từ du lịch trải nghiệm sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch trải nghiệm văn hóa của đồng bào dân tộc trong đời sống và trong sản xuất. Điều này khi mà chúng ta thực hiện được thì cũng sẽ là một cái nguồn lực, cũng là một cái giải pháp rất tốt cho chúng ta phát triển thị trường. Đó là thị trường bán tại chỗ. Và cái điều đó cũng sẽ giúp cho người nông dân có được thu nhập tốt hơn, đời sống sẽ được cải thiện. Từ thực tiễn cho thấy nuôi cá nước lạnh kết hợp với du lịch trải nghiệm là hướng đi mới có hiệu quả cao. Nếu có thêm sự hỗ trợ định hướng của nhà nước, đây hứa hẹn sẽ là hướng đi giúp giảm nghèo bền vững của người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề giải quyết việc làm là giải pháp căn bản để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi lao động. Đây cũng chính là chìa khóa để các địa phương mở những nút thắt lâu nay trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Vượt qua hàng trăm cây số, đây là lần đầu tiên những thanh niên này rời khỏi bản làng để đến một môi trường học hoàn toàn mới với nhiều cơ hội rộng mở. Hiện tại xuống đây, em học nghề cần kiệm, hỗ trợ ký túc xá không mất tiền là ăn ở không mất tiền là không được nộp phí. Hiện tại em đang học ngành công nghệ thông tin ạ, và nhà trường cung cấp đầy đủ cho bọn em là có máy tính và sách vở đầy đủ để cho các bạn học tập. Những năm qua, việc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, từ miễn học phí đến hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đang giúp nhiều học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số miền núi tại nhiều địa phương tự tin theo học các trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Từ đó giúp các em có cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn, thay vì bám nương, bám bản như trước. Khi mà các em học sinh về nhà trường tham gia cái chương trình học tập 9 cộng đấy, thì thứ nhất ấy, là được nhà trường bố trí chỗ ăn, chỗ ở miễn phí. Thì trong quá trình học tập ấy, thì nhà trường liên hệ với các doanh nghiệp để tổ chức cho các em thực tập trải nghiệm có hưởng lương để trang trải cái chi phí sinh hoạt cuộc sống. Với gia cảnh khó khăn thì việc học nghề là lựa chọn tối ưu. Các em không chỉ được miễn học phí, được ở nội trú mà còn được bố trí thực hành trả lương tại doanh nghiệp. Đây cũng là khoản hỗ trợ giúp nhiều em trang trải cuộc sống, gửi tiền thêm về cho gia đình. Tại bây giờ các em trong quá trình làm vừa học vừa làm, và trong doanh nghiệp chúng tôi trả lương luôn cho các em học sinh, trực tiếp trả lương cho học sinh và hỗ trợ các em học sinh trong cái quyền lợi tốt nhất có thể. Phấn đấu mỗi hộ nghèo có ít nhất một người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, ổn định, có thu nhập tốt, hướng tới việc làm bền vững giúp hộ đó thoát nghèo. Đây được coi là một trong những mục tiêu trọng tâm của chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Do đó, thời gian tới, các địa phương sẽ phải chủ động rà soát, hỗ trợ cho người trong độ tuổi lao động học nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động để có thể chuyển đổi việc làm. Khuyến nghị về nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực. Bởi vì chỉ có khi nào mà người dân có được cái nhận thức đầy đủ và có được một cái nguồn năng lực tự thân, thì cùng với cái sự hỗ trợ của nhà nước thì người dân mới biết được cái thế mạnh của mình là gì và cái mình cần phải phát huy là gì, và cùng với cộng đồng, cùng với nhà nước để tự mình vươn lên. Phấn đấu hỗ trợ cho mỗi hộ nghèo có ít nhất một người trong độ tuổi lao động là sẽ có việc làm thường xuyên và ổn định. Và để đạt được mục tiêu này thì chúng ta đã thiết kế là cái dự án và tiểu dự án về đào tạo kỹ năng nghề, về hỗ trợ việc làm bền vững. Rõ ràng, bên cạnh các vấn đề hạ tầng, y tế hay nước sạch, thì việc giáo dục, chú trọng đào tạo nghề, gắn giải quyết việc làm sẽ giúp người dân thoát nghèo một cách bền vững trong giai đoạn tới. Với mục tiêu phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ bệnh đậu mùa khỉ và phòng lây nhiễm cho nhân viên y tế và cộng đồng, chiều qua Bộ Y tế đã tập huấn trực tuyến toàn quốc cho các địa phương, các cơ sở y tế về chẩn đoán điều trị bệnh đậu mùa khỉ ngay sau khi ban hành hướng dẫn. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính từ tháng 5 đến nay đã có trên 19.000 ca mắc đậu mùa khỉ trên thế giới. Tại khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đã ghi nhận 62 ca bệnh tại 7 quốc gia, chưa có ca tử vong. Phân tích trên các ca nhiễm cho thấy tuổi nhiễm trung bình là 37 tuổi với 98,3% là đồng tính nam, 38% trên người dương tính với HIV, 91,5% là lây truyền qua đường tình dục và 7,7% đã được nhập viện để cách ly và điều trị. Cái lưu ý về chăm sóc sức khỏe tâm thần là một cái mà Tổ chức Y tế Thế giới muốn nhấn mạnh. Phần lớn các cái bệnh nhân có các tổn thương ở da thì họ mang một cái
tâm lý mặc cảm và họ sẽ không đến với cơ sở khám chữa bệnh nếu như mà nó nhẹ, hoặc thậm chí kể cả nó nặng, chưa chắc họ đã đến bởi vì họ rất là ngần ngại. Theo các chuyên gia, virus đậu mùa khỉ lây truyền theo con đường tương tự như bệnh đậu mùa. Virus xâm nhập vào niêm mạc hầu họng của đường hô hấp và vật chủ. Đậu mùa khỉ ở người lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Sự lây truyền có thể xảy ra qua nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh. Thời gian ủ bệnh từ 5 đến 21 ngày, có đến 90% các ca có triệu chứng phát ban, 48,3% sốt và các triệu chứng như ớn lạnh, đau đầu, ngứa, nổi hạch, đau cơ, loét miệng. Đáng chú ý là những trường hợp ở thể không có triệu chứng, trẻ em và phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch thường rơi vào thể nặng, có thể dẫn đến tử vong. Cho nên chúng ta luôn luôn phải quan tâm đến nhóm đó. Thực tế mà nói về kể cả suy giảm miễn dịch cũng là một dạng bệnh nền cho các cái bệnh này mà thôi, các cái bệnh nhiễm trùng mà thôi, đúng không? Thế và từ những cái tổn thương như vậy thì những người mà có rất nhiều nốt phỏng ở trên da dày chít chít ấy, thành từng mảng ấy, thì cái nguy cơ biến chứng bị nhiễm trùng huyết sẽ cao hơn, hoặc nguy cơ bị viêm não sẽ nhiều hơn, và khi đó thì cái nồng độ virus ở trong máu và trong bạch huyết rất là cao, cho nó đến khắp cả các nơi. Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị chủ động các điều kiện cần thiết cho công tác phòng chống dịch, bao gồm phát hiện sớm dựa trên lâm sàng, tìm nguồn cung cấp xét nghiệm, chẩn đoán để chủ động phát hiện sớm ca bệnh xâm nhập để cách ly và điều trị kịp thời. Song song với số ca mắc cúm A tăng cao, hiện nay cũng xuất hiện tình trạng một số người tự ý sử dụng Tamiflu không qua hướng dẫn kê đơn của bác sĩ. Điều này cũng đã được khuyến cáo có thể gây ra những hậu quả không nhỏ cho người sử dụng cũng như về sau này. Mới đây, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản khẩn gửi các sở y tế tỉnh, thành phố, các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, sở y tế các địa phương về việc tăng cường giám sát kê đơn sử dụng thuốc kháng virus Tamiflu trong điều trị cúm. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, thuốc Tamiflu là loại thuốc được chỉ định trong trường hợp người bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm cúm, có biến chứng hoặc có yếu tố nguy cơ, không được tự ý sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ, làm tăng nguy cơ kháng thuốc, dẫn đến những tác dụng không mong muốn. Theo Bộ Y tế, hàng năm Việt Nam vẫn ghi nhận từ 600.000 đến 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa. Số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm chuyển mùa hè thu đông xuân. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 sẽ diễn ra tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ. Tuần lễ năm nay có chủ đề giáo dục và hỗ trợ, đẩy mạnh việc nuôi con bằng sữa mẹ, tập trung đẩy mạnh tính bền vững và liên tục của việc nuôi con bằng sữa mẹ nhằm bảo vệ, hỗ trợ và khuyến khích bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19, góp phần nâng cao sức khỏe, giảm tử vong trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hướng tuần lễ, Bộ Y tế đề nghị các sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo các đơn vị y tế địa phương tiếp tục duy trì các hoạt động thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản hoặc đơn vị tương đương phối hợp với các đơn vị liên quan của sở y tế triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ. Từ hôm qua, giá xăng E5 RON92 giảm 450 đồng một lít, còn 24.620 đồng một lít. Xăng RON95 giảm 470 đồng một lít, còn 25.600 đồng một lít. Dầu diesel cũng giảm nhưng với mức cao hơn là 950 đồng một lít, còn 23.900 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 710 đồng một lít, còn 24.530 đồng một lít. Riêng dầu mazut giữ nguyên giá 16.540 đồng một kg so với kỳ trước. Việc xăng dầu điều chỉnh giảm giá là niềm mong mỏi của nhiều người dân khi tác động trực tiếp đến đời sống tiêu dùng. Cái việc giảm giá xăng là rất tốt, dù ít hay dù nhiều, nhưng mà khi đã được giảm giá thì nó cũng tác động đến kinh tế thị trường một chút, rất tốt cho mọi toàn dân, mọi người. Vào cái thời điểm giá xăng cao tăng 30.000 thì tôi đổ cái bình xe của tôi mất khoảng 100.000. Đến bây giờ thì tôi đổ còn khoảng tầm 70-60.000 nữa. Giá xăng dầu giảm không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vơi bớt khó khăn mà còn kéo theo giá một số mặt hàng tiêu dùng giảm, từ đó thúc đẩy bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, kích cầu tiêu dùng. Theo một số doanh nghiệp, giá ga tháng 8 tiếp tục giảm mạnh là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 8 ở mức 665 đô la Mỹ một tấn. Giá ga bán lẻ từ hôm nay 1 tháng 8 sẽ giảm tháng thứ tư liên tiếp, trong đó bình 12kg có mức giảm tới hơn 18.000 đồng một bình, tùy từng công ty. Như vậy, đây là tháng thứ tư liên tiếp giá ga điều chỉnh giảm. Tính chung 4 tháng qua, giá ga giảm hơn 83.000 đồng một bình 12kg. Axit sulfuric, nguyên liệu sản xuất phân bón, tiếp tục giảm 9%. Một số loại nguyên liệu khác cũng hạ nhiệt, giá phân bón được dự báo sẽ tiếp tục giảm.
Như vậy, liên tiếp trong mấy tuần gần đây ghi nhận giá một số nguyên liệu cho sản xuất phân bón như axit sulfuric, phốt pho vàng, lê huỳnh cùng với giá ure giảm ở mức khá sâu. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy việc giảm giá phân bón trong tương lai gần. Từ hôm qua mùng 1 tháng 8, cùng với cả nước, các trạm thu phí cao tốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng chính thức áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, dù vẫn có một số phương tiện phải dừng lại để nạp tiền vào tài khoản hoặc khắc phục sự cố thẻ hỏng, thì tình hình giao thông tại các trạm thu phí cao tốc trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra ổn định. Người và phương tiện lưu thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc. 100% các làn thu tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng, cao tốc Hạ Long Hải Phòng và các trạm thu phí cao tốc Hạ Long Vân Đồn đã thực hiện thu phí tự động không dừng ETC. Không ghi nhận trường hợp lái xe nào cố tình vi phạm các quy định gây mất trật tự an toàn giao thông bị xử lý. Chỉ có một số ít phương tiện, tài khoản bị hết tiền, lỗi thẻ hoặc chưa có tài khoản phí không dừng đã được nhân viên tại các trạm phân làn để được hỗ trợ. Mình dán hình như là cách đây khoảng 4-5 tháng rồi. Mọi hôm là có nghĩa đi hết tiền rồi. Hôm nay thì vô đây làm để đi thôi. Đêm tôi đi là lấy hàng ở bên Hải Phòng kia. Và mấy anh em ở trạm này là người ta nhắc nhở là hôm nay là phải dán thẻ không dừng, là anh phải đấy, anh phải đi phóng xe ra để làm đấy, sợ đêm lại không đi được. Từ năm 2020, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư BOT cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long Hải Phòng và cao tốc Hạ Long Vân Đồn đã lắp đặt đưa vào sử dụng hệ thống thu phí giao thông không dừng. Để chuẩn bị cho việc thu phí không dừng hoàn toàn, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị quản lý liên tục kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị. Trong ngày đầu thực hiện thu phí không dừng hoàn toàn tại tất cả các trạm thu phí không ghi nhận sự cố lỗi kỹ thuật, đơn vị quản lý BOT cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long Hải Phòng và cao tốc Hạ Long Vân Đồn cũng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo giao thông. Để thực hiện thu phí hoàn toàn tự động thì chúng tôi cũng đã triển khai từ năm 2020, và tất cả các phương án dự phòng cũng như là hiệu chỉnh thiết bị và đưa ra các cái giải pháp để đảm bảo về cái hệ thống truyền dẫn giữa phường An và Bắc An thì nó luôn luôn thông suốt. Nếu như kênh Viettel ngắt thì chúng tôi sẽ chuyển sang kênh VNPT và ngược lại. Thứ hai nữa là nếu điện lưới mất thì chúng tôi có hệ thống điện máy phát sẽ kích hoạt và hoạt động trong vòng 15 giây. BOT cũng đã xây dựng một cái phương án xử lý sự cố trong các cái tình huống mà xảy ra sự cố. Ví dụ sự cố về mất điện này, sự cố về hư hỏng trang thiết bị đều có kịch bản để xử lý cái tình huống để đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối cho phương tiện tham gia qua trạm thu phí. Thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là giải pháp tăng cường minh bạch trong hoạt động thu phí, văn minh, thuận tiện cho người tham gia giao thông, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội. Để việc triển khai đồng bộ, người dân cần chủ động dán thẻ thu phí tự động, nạp tiền vào tài khoản. Các tuyến cao tốc trên toàn quốc sẽ từ chối phục vụ những xe không sử dụng dịch vụ thu phí tự động. Các trường hợp cố tình gây mất trật tự an toàn giao thông có thể bị phạt đến 3 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 tháng. Theo đánh giá của đơn vị quản lý các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, trong ngày đầu tiên thực hiện thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này cũng khá thuận lợi, tình hình giao thông đảm bảo trật tự an toàn. Nhà đầu tư đã chuẩn bị lắp đặt đầy đủ hệ thống thiết bị để phục vụ cho các phương tiện sử dụng ETC qua tuyến. Đồng thời thì đơn vị cũng đã xây dựng các phương án tổ chức giao thông, các kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tôi thấy cái việc thực hiện này rất là chính đáng và thuận tiện. Mọi việc đi lại qua những tuyến trạm thu phí nó đều không phải dừng lại trả tiền và rất là nhanh chóng. Trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 5.000 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn, trong đó có trên 60% xe dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Trong ngày hôm qua, 80% xe vào cao tốc đã dán thẻ. Từ 0 giờ ngày 6 tháng 8, người sử dụng ô tô muốn dán thẻ thu phí không dừng ETC phải trả mức phí 120.000 đồng một thẻ. Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC thông báo sẽ gia hạn chương trình miễn phí dán thẻ ETC đến ngày 5 tháng 8 nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu của chính phủ 90% phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng trong năm 2022 và triển khai thu phí tự động hoàn toàn từ ngày 1 tháng 8 trên tất cả các cao tốc. Sau đó, từ thời điểm 0 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2022, VETC sẽ bắt đầu thu phí 120.000 đồng một lượt dán thẻ lên mỗi phương tiện ô tô.
Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.